Xin chào các bạn, hôm nay Vietnam Book xin giới thiệu cho các bạn một cuốn sách Dê Đen và Dê Trắng, chuyện cổ tích dân gian. Dê đen và dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc. Một hôm, dê trắng đi tìm cái ăn và uống nước suối như mọi khi. Dê đang mải mê ngậm cỏ, bất chợt một con sói ở đâu nhảy sổ ra. Sói quát hỏi, dê kia, mi đi đâu? Dê trắng sợ rúm cả người, lắp bắp, dạ, tôi đi tìm cỏ non và uống nước suối ạ. Sói lại quát hỏi, mi có gì ở chân? Dạ, chân của tôi có móng ạ. À, trên đầu mi có gì? Dạ, trên đầu tôi có đôi sừng mới nhú. Sói càng quát to hơn, trái tim mi thế nào? Ôi, trái tim tôi đang run sợ. Ha, sói cười vang rồi ăn thịt chú dê trắng tội nghiệp. Dê đen cũng đi tới khu rừng để ăn cỏ non và uống nước suối. Đang tha thẩn ngậm cỏ, chợt sói xuất hiện, nó quát hỏi, dê kia, mi đi đâu? Dê đen nhìn con sói từ đầu tới chân rồi ngước cổ trả lời, ta đi tìm kẻ nào thích gây sự đây. Sói bị bất ngờ, nó hỏi tiếp, thế dưới chân mi có gì? Chân thép của ta có móng bằng đồng. Thế, trên đầu mi có gì? Trên đầu của ta có đôi sừng bằng kim cương. Sói sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố hỏi, mi, trái tim mi thế nào? Dê đen dõng dạc trả lời, trái tim thép của ta bảo ta rằng, hãy cắm đôi sừng kim cương vào đầu sói. Nào, sói hãy lại đây. Ôi trời, sợ quá, con sói ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng, từ đó không ai trông thấy nó lởn vởn ở khu rừng.